Chào các bạn trở lại với Sức Khỏe Health Tips. Hôm nay, My chia sẻ với các bạn món nấm đậu rau răm chấm muối tiêu chanh. Các bạn ăn thử coi món này giống món gì nha. Những cái đồ My làm hôm nay gồm có đậu hũ, loại medium, loại vừa. Không phải loại cứng nha các bạn. Và nấm 170 gram oyster mushroom. Hai muỗng canh sả bào và sả cắt khúc. Nửa chén rau răm. Hai trái ớt. Hai muỗng canh gừng. 2 tép tỏi hoặc hành bơ rô ha. Muối tiêu và miếng chanh. Khoảng 8 lá chanh thái. Mình để chảo nóng xong rồi cho đậu vô đây ha, khoảng 1 muỗng canh. Mình cho đậu hũ vào. Khi đậu vàng hết rồi mình cho ra dĩa nha. Mình cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Mình cho gừng vào. Cho sả vào luôn nha. Mình xào cho nó thơm. Xong rồi mới cho tỏi vào. Tỏi thơm rồi các bạn. Mình cho nấm vào nhé. Cho 1 muỗng cà phê muối. 1 muỗng cà phê bột nêm. 1 tới 2 muỗng cà phê đường nâu. Mình xào khoảng 4-5 phút. Lúc này nếu các bạn thích ăn nước nó hơi sền sệt thì mình cho khoảng 1 chén nước ha. Rồi nấm nó chín rồi. Mình cho lá chanh thái vào. Mình cho tàu hũ đã chiên vào luôn. Sả đập dập. Mình cho ớt vào nha. Nếu bạn ăn cay được thì mình cắt ớt ra nhỏ nhỏ ha. Và thêm 1 muỗng cà phê tiêu. Mình trộn cho nó đều lên nha. Nếu các bạn ăn cay được thì mình cho 1 muỗng canh tương ớt vào đây luôn, mình trộn cho nó đều. Rau răm mình có thể để riêng hoặc là các bạn cắt nhỏ nhỏ rồi mình cho vào đây luôn rồi mình trộn chung cũng được nha. Rồi mình tắt lửa luôn nè. Cho chút ít tương ớt. Rồi, ngon chưa nè? Rồi, dắt miếng chanh vô. Mình lấy chút rau răm ha, chút gừng, chút nấm hoặc là tàu hũ. Xong rồi mình chấm vào nè. Xin phép các bạn nha. Ngon lắm các bạn ơi. Rất là thơm luôn. Các bạn ăn đi rồi cho My biết là bạn ăn bạn thấy giống cái gì nha, giống món gì rất là quen thuộc. Món này mình ăn chơi hoặc mình ăn với cơm, chấm mắm gừng cũng ngon. My hẹn các bạn ở nhiều món chay khác.
hoặc là video về trồng cây hay mẹo giặt nhé. Bạn thấy hay thì nhấn like giùm My và nhấn share để chia sẻ cùng bạn bè nha. My chào tạm biệt các bạn. Bye bye.